Nơi đâu, chân xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác chơi outdoor trên toàn quốc. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3, thì em tiếp tục cần lại giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đọc đĩa CD của thương hiệu của Yamaha. Model của nó là CDX390. Thì model này nó sở hữu cái size ngang là 43,5 cm, chiều cao của nó là 9,5 cm và chiều sâu là 28 cm, và nó nặng khoảng 4 kg. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của Sony 210A để thay thế và không cái đĩa. Phần đồng hồ quát hiển thị màu vàng nhìn rất là đẹp. Chất âm của Yamaha thì rất là trung thực, chi tiết, tách bạch. Về phần ngoại hình cũng như nội thất bên trong thì em xin quay chi tiết để có được chiêm ngưỡng. Phần mặt tiền. Toát hiển thị màu vàng. Đấy. Và trước này về tình trạng thì nó có bị vỡ một miếng nhựa góc bên đây. Vỡ miếng nhựa này thì bên em bán giá rất là rẻ thôi. Để các bác sở hữu không quan tâm về nghe ngoại hình mà chỉ quan tâm đến hình thức, chất âm đấy. Nắp lưng rắn xi rất là đẹp nhá. Còn bên này cũng vậy. Đấy. Chỉ bị mẻ miếng nhựa thôi. Trên thì có những vết sức nhẹ thôi, em đứng đây có chảy ngân si rất là đẹp, ở phía sau của nó rất là đẹp nhé. Model của nó là CDX390 điện 100V công suất 10W và được sản xuất tại Malaysia. Series máy của nó là S021686TB. Ở chiếc đồ này nó có đường áp lốc ra và có một đường cổng quang xuất âm ra. Đấy, khá là tiện lợi để nó kết nối thì bên ngoài. Đấy. Và đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong thì còn rất là mới, máy móc zin nguyên bản, mắt đọc zin năm máy nên là mắt đọc 210A. Đấy. Linh kiện thì tụi Eola, dung lượng của nó là 6800 mi và 16V. Tụ màu xanh này toàn bộ là tụ của Jubeco, rất là chất lượng đấy ạ. Dòng cũng để mới rồi, dòng này chắc tầm 190 rồi. Nên là họ thiết kế cái phần DSC ở phía dưới. Mình kiện ở phía dưới. Ở đây là phần đáy phía dưới đây. Đấy, bên đây thì nó có ố nhẹ này. Đấy. Ố nhẹ đâu. Ok. Rồi. Và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như là chức năng hoạt động của chiếc đầu này để các bác được thưởng thức. Và chiếc đầu này thì nó bị cấm nước miếng nhựa ở đây, bên em bán với mức giá là 650.000 đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền, còn bác nào mà đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Và trong quá trình nhận hàng thì các bác cứ test kiểm tra, nếu không may sản phẩm bên em gửi đi mà sự cố thì giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói lại gửi lại bên em. Bên em kiểm tra đúng lỗi tiền 100% cho bác, hoặc bác đổi sản phẩm khác tùy ý của mình. Còn trong quá trình mà đã dùng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng bên em sẽ hỗ trợ sửa chữa nếu không may sản phẩm có bị lỗi mà không hỗ trợ sửa. Tiền phí thì các bác phải thanh toán giúp em. Đầu thì không gắn đĩa rồi, đầu tốt đĩa lòng xanh này, đĩa sao chép, đĩa lòng vàng, đĩa lòng trắng nhá, để đĩa portfolio đây. Bên em bán hàng thì đầu phải đầu tốt từ đĩa phô lô trở lên, còn những cái đĩa khác thì đi chợ thì em chịu nhé. Đã nhận đĩa. Các bạn hãy đeo tai phone vào để em thưởng thức ạ. Thank you.
Ngày xưa anh mẹ sĩ lang thang, tôi chính tôi ngày xưa đó không đeo vòng, mơ người đẹp lòng hoa. Rồi một hôm tôi gặp nàng, đem tiếng hát cùng nàng với niềm yêu lai lai. Thẹn duyên thề, một
thấy anh đi gục đầu. Rồi em xin phép được dừng video cắt ở đây. Thì chiếc đồng này mắt đọc rất là tốt, chất lượng hay, và giá thì bên em bán mức giá là 650.000 đồng, em bao phí ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đủ tiền. Đó là đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Số điện thoại là 0907 223 269, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác video sau ạ.